Chào mừng các em. Các em mừng dưỡng. Trước khi chúng ta bắt đầu vào tiết học thì như thường lệ thầy sẽ điểm danh. Đỗ Hồng Ánh. Rồi, cảm ơn em. Hoàng Tiến Thành. Cảm ơn Thành, ngồi xuống. Đỗ Thùy Linh. Từng đêm buồn một mình tôi xuống phố.